xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài thế. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Panasonic BM710. Dàn này bị lỗi CD nên mình nghe nhạc được qua ngõ ao ít, để kết nối điện thoại, để kết nối TV, để kết nối máy vi tính thì ok. Và chức năng thứ hai là nghe nhạc được qua đĩa MD. Đĩa MD bên em có bán và chép nhạc theo yêu cầu cho các anh. Đĩa MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất là bền, mình có thể ghi, xóa, chép thoải mái trên cái đĩa MD này, và tái sử dụng nhiều lần, có tuổi thọ lên tới vài chục năm, rất là tiện nha. Em sẽ nhận chép nhạc theo yêu cầu vào đĩa cho các anh luôn. Nếu mà các anh muốn nghe nhạc qua ngõ ao ít, cái nói thiết bị MD thì đây có chữ AM, FM, ao ít mình nhắn nha. FM nè, AM nè, ao ít. Lúc này nhạc từ điện thoại nó sẽ truyền qua bộ dàn này, phát ra âm thanh rất là hay. Mình có thể dùng làm loa vi tính, dùng làm cho con em mình là dùng làm loa để phát, để con em mình học tập anh văn, nhiều mục đích khác nhau với giá thành rất là rẻ, bỏ ra vài trăm nghìn, chỉ vài trăm nghìn thôi mình đã sở hữu được bộ dàn nội địa Nhật, chất lượng hay, rẻ, bền. Loa đánh BY 4 cầu trắng, xanh, đỏ, đen, 8 đường tiếng, nên chất âm điều cắt giải. Chiều cao của loa là 27cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, ta vui lòng đường cắm nhầm 220. Có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Và các anh có thể lấy điện 100 đến 110V từ ổ áp ra để mình sử dụng cho bộ dàn. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua đĩa mà đi nha. Mình nhắn mà đi để test chức năng đĩa mà đi. Dàn này rất là hay đúng không? Có mấy trăm nghìn thôi mình đã sở hữu một bộ dàn như vậy. Hồng Trúc, em sẽ chuyển qua một ca sĩ khác nha. Có người đang ngóng. Bài số 5 là Sầu Lẻ Bóng Ở Sơn Tiền. Ở từ trong đêm. Mình nghe tiếng hát của Như Quỳnh nha.